Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình cũng như của người khác. Và lời đầu tiên thì kiến thức tử vi chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến các quý anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới luôn luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Anh chị và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau. Tử vi về nhân tướng học, về nhìn thấu vận mệnh đời người qua những tháng sinh về âm lịch, về xem bói tháng sinh âm lịch để biết những điều gì. Và theo chiêm tinh học thì con người chúng ta sinh ra trên trái đất tại một thời điểm nhất định của thiên thể và bức xạ của mặt trời. Điều này nó dẫn đến tính cách, tính nết, cốt cách và vận số của một đời người ở mỗi khoảng thời gian khác nhau, và sẽ có những đặc trưng và đặc điểm khác nhau. Và để biết được tháng sinh của mình nó ảnh hưởng như thế nào đến vận số của một con người, thì xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu ngay nội dung bài viết dưới đây nhé. Và các bạn thân mến, dưới đây là nội dung bài viết trong ngày hôm nay về nhìn thấu vận mệnh cuộc đời qua những tháng sinh về âm lịch. Về tháng sinh âm lịch của bạn là tháng mấy? Hãy cho kiến thức tử vi chúng tôi biết thì bạn sẽ có được những dự đoán chuẩn xác về vận mệnh cuộc đời của riêng mình. Và các bạn thân mến, thứ nhất là về vận mệnh của người sinh vào tháng riêng. Với những người mà sinh vào tháng riêng, tức là tháng 1 âm lịch, là người rất giỏi ăn nói và có tài ngoại giao. Họ luôn tạo được những ấn tượng tốt với người đối diện nhờ vào sự chân thành của mình. Khi xử lý các vấn đề cũng rất nghiêm túc và luôn luôn có trách nhiệm. Nhưng tuy nhiên, khi đối mặt với chuyện tình cảm thì họ lại dễ bị người khác lừa gạt và lợi dụng. Có lẽ tháng sinh âm lịch này đã khiến cho mệnh chủ có phần thiếu đi những quyết đoán, cũng không được độc lập trong những suy nghĩ và hành động của riêng mình. Và họ luôn muốn được yêu thương che chở, được dựa dẫm, và chuyện tình cảm có thể khiến cho họ trở nên một cách mù quáng. Nếu không thay đổi mạnh mẽ, quyết đoán hơn với chính bản thân mình thì có lẽ con đường tình duyên của người này sẽ còn phải chịu nhiều trắc trở đến khi nào. Và trong các mối quan hệ xã giao thì người sinh vào tháng riêng không được hợp với người tuổi Tỵ và người tuổi Thân. Đôi bên có thể xem như là oan gia hay đối đầu với nhau, rất dễ nảy sinh tranh cãi trong cuộc sống. Nên phải cân nhắc nếu có ý định bắt đầu mối quan hệ tình cảm hay là hợp tác làm ăn với hai con giáp này. Và các bạn thân mến, về thứ hai là vận mệnh của một người sinh vào tháng 2 âm lịch. Xét theo tháng sinh âm lịch thì người này có đường nhân duyên khá tốt và luôn luôn được nhiều người yêu mến, cũng khiến cho bao người khác phải thầm thương trộm nhớ, bởi họ có nhiều bạn bè tâm giao luôn giúp đỡ trong cuộc sống. Và khi gặp phải những chuyện mà mang tính cực đoan thì người sinh vào tháng 2 âm lịch thường là người có cách giải quyết một cách độc đáo, vô tiền khoáng hậu. Họ cũng rất có duyên với những người sinh năm Tý. Không phải yêu thì hận, giữa hai người luôn tồn tại một mối quan hệ đặc biệt, khó có thể trở thành bạn về với nhau. Riêng với người tuổi Thìn thì người sinh tháng 2 âm lịch lại khắc khẩu, rất dễ tranh cãi, bất đồng quan điểm và khó tìm được sự hài hòa và quan điểm giữa hai người. Nhưng lại như oan gia ngõ hẹp hay tình cờ gặp nhau, và theo thời gian và mối quan hệ này có thể dần phát triển thành bạn bè. Và trong năm cần phải chú ý ở thời điểm tháng 3, tháng 8 và tháng 11 âm lịch, gia đình rất dễ xảy ra chuyện lục đục bất hòa. Có chuyện gì cũng nên bình tĩnh để giải quyết, chớ nóng giận mà ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bên. Về thứ ba là xem vận mệnh và tài lộc của người sinh vào tháng 3 âm lịch. Nếu sinh vào tháng 3 âm lịch này
Trong năm thì bản mệnh là một người tính rất hướng nội, có phần trầm tĩnh, ít nói, không giỏi thể hiện tình cảm của họ. Họ là một người sống nội tâm nhưng không có nghĩa là nghèo nàn về tình cảm, chỉ là cách thể hiện của họ hơi khác biệt, có thể hiện qua những hành động của mình mà thôi. Và trong cuộc sống thì cũng do tính cách trầm lặng và nhút nhát nên đôi khi gặp những chuyện bị hiểu lầm, càng khiến cho bản mệnh dễ thu mình lại hơn, và khi gặp chuyện gì khó khăn cũng không dám mở lời nhờ cậy vào người khác giúp đỡ. Với người sinh vào tháng 3 âm lịch, nếu tìm được người yêu thì nên thận trọng xem xét để tìm được người phù hợp cho chính mình. Và đặc biệt, họ rất khó hòa hợp với người tuổi Mão, người tuổi Tuất. Nếu kết đôi thì gia đình khó bề gia thất, khó bề yên ấm và hòa thuận, rất dễ xảy ra xung khắc và trục trặc. Về thứ tư là vận mệnh và tài lộc của người sinh vào tháng 4 âm lịch. Nếu người mà sinh vào tháng 4 âm lịch thì bạn là một tháng 4 sẽ có lẽ bạn là người khá lạnh lùng, thường mất khá nhiều thời gian để có thể quen thuộc với mọi người. Và với việc đứng trước các biến cố trong cuộc đời thì bạn lại trở nên kiềm chế cảm xúc và dễ bốc đồng làm ra những chuyện mà thiếu suy nghĩ. Đôi khi bạn còn bị người khác đánh giá là quá lạnh lùng và khắc nghiệt. Bên ngoài thì tỏ vẻ ra nhiệt tình nhưng bên trong lại lạnh nhạt và vô tâm. Và theo tử vi cho biết thì thấy người sinh vào tháng 4 âm lịch thì không hợp làm việc chung với người tuổi Thân hay là người tuổi Dần. Về chuyện hợp tác làm ăn với những con giáp này rất dễ dẫn đến đổ bể. Còn nếu yêu đương thì hai con giáp đó có thể sẽ xung đột nhiều với người sinh vào tháng 4 âm lịch, đôi bên cùng làm tổn thương lẫn nhau và cuối cùng thì tình cảm dần dần lạnh nhạt và dẫn đến chia tay. Còn con đường tình duyên của bạn sẽ cực kỳ hanh thông vượng phát vào khoảng thời gian ở mùa xuân và mùa hạ, khả năng thành đôi nên duyên sẽ rất cao. Với những cuộc tình bắt đầu vào mùa thu và mùa đông thì thường gặp phải nhiều chuyện bất lợi, dù có thành đôi thì sau này cuộc sống cũng nhiều tranh cãi, bất đồng, nói chung là đấu khẩu thường xuyên. Về thứ năm là vận mệnh của người sinh vào tháng 5 âm lịch. Theo lịch vạn niên cho biết, theo tháng sinh âm lịch này sẽ khó có thể đem đến cho chủ nhân của nó một sự bình tĩnh và sáng suốt trong mọi vấn đề. Chính vì thế nên mệnh chủ rất dễ bị kích động hoặc nổi nóng, thiếu kiểm soát với những cảm xúc của mình. Mỗi khi gặp chuyện là rất dễ tay nhanh hơn não, nói chung là làm việc thiếu suy nghĩ, dễ đắc tội với người khác. Nhưng về tính khí nóng nảy nên lúc đó dù có xảy ra chuyện gì thì họ cũng bất chấp mọi mặt. Mặt khác, điều này cũng khiến cho người sinh vào tháng 5 âm lịch có một sự dũng cảm, dám nhận trách nhiệm, không trốn chạy mỗi khi gặp phải những sai lầm. Về tháng 5 và tháng 11 âm lịch hàng năm vào thời điểm mà người này dễ trở nên đa sầu và gia cảm, tự nhiên trở nên gắn bó cực kỳ với mật thiết với gia đình, cần được sự yêu thương và quan tâm chăm sóc, nếu không sẽ cảm thấy cô độc và bị bỏ rơi. Điều này càng thể hiện rõ trong năm Tý hay là năm Ngọ. Trong công việc và cuộc sống hàng ngày, nếu có thể thì chớ nên kết giao hay hợp tác làm ăn với người tuổi Tý và người tuổi Sửu, kết quả sẽ khó có chuyện tốt đẹp. Còn về chuyện tình duyên thì người sinh vào tháng 5 âm lịch không hợp với người sinh năm Thìn, năm Ngọ và năm Dậu. Với những cuộc hôn nhân với những con giáp này sẽ mang đến gánh nặng cho người này, dù là về tinh thần hay là vật chất đều không được thoải mái. Về thứ sáu là vận mệnh của người sinh vào tháng 6 âm lịch. Với những người sinh vào tháng 6 âm lịch hàng năm là người rất trung thực, hiền lành nhưng có phần cô độc, thường xa lánh mọi người. Nhưng tuy nhiên, nếu có ai đó đắc tội với họ thì đừng mong họ dễ dàng thoát khỏi, bởi họ là những người có thù tất báo. Người này không có tâm hại người nhưng luôn biết cách tự bảo vệ chính mình. Và họ là một người luôn tinh thần phấn đấu, có ý chí vươn lên và có khả năng phát tài. Về bản thân, họ biết cách tư duy và sáng tạo ra con đường đi riêng của mình, quyết tâm đến cùng để đi đến thành công.
Mặt trái của việc này là đôi lúc họ tỏ ra khá cố chấp, đã muốn thứ gì thì phải giành lấy cho bằng được. Và trong cuộc sống và tình duyên thì người này kỵ nhất là người tuổi Tý, người tuổi Sửu và người tuổi Thìn. Với mối quan hệ ba con giáp này có thể mang đến những tranh chấp thị phi, đồn đoán không hay, khó bề mà hòa hợp với ba con giáp trên. Thứ bảy là vận mệnh của người sinh vào tháng 7 âm lịch. Nếu một người sinh vào tháng 7 âm lịch thì là một người, hãy để chúng tôi dự đoán một chút về vận mệnh cuộc đời bạn nhé. Nếu bạn sinh vào tháng 7 âm thì bạn là người rất cẩn thận, chu đáo, luôn luôn lo lắng chu toàn trong mọi việc, cách đối nhân xử thế cũng không chê vào đâu được. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể vì chuyện mình cho là đúng mà trở nên cố chấp, xong mọi chuyện bạn làm không phải lợi ích của bản thân mình mà điều suy nghĩ cho người khác mà thôi. Với những tranh chấp bất đồng mà bạn gây ra cũng chỉ vì là muốn bảo vệ cho người khác. Và trong cuộc sống hôn nhân thì bạn thường là người rất giỏi ăn nói và phụ trách phần đối ngoại trong nhà. Có thể đôi khi người bạn đời sẽ than phiền bạn nói quá nhiều, nhưng về suy nghĩ trong cùng thì bạn cũng muốn tốt cho người thân của chính mình mà thôi. Với người sinh vào tháng 7 âm lịch thì nên chú ý các mối quan hệ với người tuổi Dần, người tuổi Tỵ và người tuổi Hợi. Còn với những con giáp này có thể kích động những cảm xúc chôn giấu trong lòng của bản mệnh, gây ra với những chuyện ngoài sức tưởng tượng. Một điều khá thú vị về tháng sinh âm lịch này, nó là mệnh chủ của người thù dai nhớ lâu, bình thường không động đến ai nhưng cũng không để ai làm hại chính bản thân mình. Nếu trong trường hợp bị bất động, bất ngờ bị tấn công thì họ sẽ chờ thời cơ mà phản kích mạnh mẽ để đối phương không còn đường lui nữa. Và các bạn thân mến, về thứ 8 là vận mệnh của người sinh vào tháng 8 âm lịch. Với người mà sinh vào tháng 8 âm lịch là người có sức quyến rũ và hấp dẫn mạnh mẽ với người khác phái. Nhưng tuy nhiên thì số đào hoa lại gây ra cho bạn nhiều rắc rối hơn là chuyện tốt lành, bởi lẽ nó khiến cho mệnh chủ rất dễ vướng vào những chuyện thị phi liên miên, không hồi kết, hoặc vì tình cảm mà hao tài tốn của. Với người mà sinh vào thời điểm này, trong năm có nhiều tham vọng, luôn luôn muốn được thỏa mãn những điều mình mong muốn, song về bề ngoài lại tỏ ra rất lãnh đạm, khôn ngoan và quan tâm, là ví dụ điển hình của mẫu người đa nhân cách. Và trong cuộc sống hôn nhân thì người này không kết hợp hoặc kết giao kết duyên với người tuổi Mão, người tuổi Thìn và người tuổi Dậu. Đôi bên rất dễ bất đồng và dẫn tới mâu thuẫn lớn về tình cảm, cũng vì thế mà dần bị nhạn nứt. Về thứ 9 là vận mệnh của người sinh vào tháng 9 âm lịch. Theo xem bói ngày sinh âm lịch cho biết, nếu người sinh vào tháng 9 âm lịch là người trong nóng ngoài lạnh, luôn luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng kỳ thực lại là người có trái tim nhân hậu, luôn muốn giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ không giỏi ăn nói, song đôi khi rất tò mò muốn tìm hiểu thứ gì mà không biết cách giải quyết lại gây ra hiểu lầm. Người này có phần vô tâm khi làm việc, không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì, nhưng tuy nhiên lại luôn nhớ là phải giữ đường lui cho chính mình trong mọi chuyện, và đây cũng có thể coi là điểm hơn người của họ. Có điều dù làm bất cứ một việc gì bất thường thì họ cũng không bao giờ giải thích cho hành động của chính mình, cũng chính vì thế nên rất dễ dư vướng phải bao chuyện đồn đoán thị phi. Với người sinh vào tháng 9 âm lịch thì kỵ nhất là người tuổi Tý, người tuổi Dậu, người tuổi Thìn. Đôi bên rất dễ vì cảm xúc nhất thời mà bỏ qua hết mọi luân thường đạo lý, có thể gây tan vỡ sóng gió, vùi dập hạnh phúc gia đình. Về thứ 10 là vận mệnh của người sinh vào tháng 10 âm lịch. Về tháng 10 âm lịch, lúc đó là tiết trời sang thu, người có tháng sinh âm lịch này cũng mang hơi hướng mùa thu khi có ngoại hình xinh đẹp, luôn phảng phất chút buồn thương. Họ là người giỏi ăn nói, có tài ngoại giao, nhưng tuy nhiên lại có phần khắt khe, hay suy nghĩ nhiều lý tưởng nhưng
khó bề thực hiện vì lý do quá mức. Chính vì điều này mà người về đường tình duyên của người sinh tháng 10 âm lịch không mấy thuận lợi, cuộc sống hôn nhân cũng kém phần yêu ả, rất dễ xảy ra tranh cãi mâu thuẫn, họ không hợp sống chung. Với trưởng bối trong nhà, khi chọn bạn đời cho mình thì phải nên cân nhắc kỹ càng, nhất là khi gặp người tuổi Hợi, người tuổi Tỵ và người tuổi Ngọ, người tuổi Thìn, người tuổi Dậu, thì cần phải tìm hiểu kỹ những con giáp này kỵ với người sinh vào tháng 10. Nên nếu có kết hợp thì gia đình lục đục suốt ngày không yên ấm. Về 11 là vận mệnh của người sinh vào tháng 11 âm lịch. Với người sinh vào tháng 11 âm lịch là người khá ích kỷ, làm việc không mấy rõ ràng hay đơn độc một chút. Họ có tâm lý bài xích khá mạnh, khó gần gũi với người khác, có chuyện gì cũng hay giấu trong lòng. Họ khiến cho mọi người khác khó đoán được mình đang suy nghĩ gì. Và trong cuộc sống gia đình thì người sinh vào tháng âm lịch này kỵ nhất là kết đôi với người tuổi Ngọ, người tuổi Tý, bởi trong cuộc sống hai con giáp này rất dễ khiến cho bản mệnh thấy cô đơn và mệt mỏi, yêu không đành, bỏ cũng không xong, rất khó có được một cuộc sống hạnh phúc. Về 12 là vận mệnh của người sinh vào tháng 12 âm lịch. Với người sinh vào tháng 12 âm lịch trong năm là người biết bảo vệ về bản thân mình, độc lập tự chủ, không dựa dẫm vào ai. Khi quyết định một chuyện gì thì họ hiếm khi nghe theo lời khuyên của người khác, mà luôn luôn giữ vững vàng quan điểm của mình và bảo vệ quan điểm đó đến cùng, có nhiều tham vọng và luôn nỗ lực hết mình để thực hiện những ước mơ. Trong hôn nhân và cuộc sống hàng ngày thì tính cách cứng nhắc nên họ có thể gặp phải nhiều những rắc rối. Còn chuyện tình cảm cũng khó nồng nàn và lãng mạn, bởi người này không biết cách thể hiện về tình cảm. Vì vậy, cuộc sống hôn nhân với người tuổi Mùi, người tuổi Tuất hay người tuổi Tý sẽ khiến cho con giáp này thêm bí bách và luôn suy nghĩ tiêu cực, dễ dẫn đến chuyện bất hạnh. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.